đâu cô chú anh chị, anh Hễ bắt đầu ra kìa. Ra kìa mọi người. Rồi bây giờ là Hồng Loan đang ra cả nhà. Ở Hải với cái bồn đang đi rồi. Hải bồn đi trước. Bồn này mọi người. Bồn ngại. Bồn. Bồn ơi. Tại vì đi nhanh dữ rồi con. Bồn lên xe rồi mọi người ơi. À chị Hồng Loan này. Đi theo chị ơi. Anh chạy của bà con xe nội. Trời ơi. Bà Long kiểm rồi. Giờ bơm. Giờ bơm. Dạ chưa. Vàng ơi, ăn gì chưa? Dạ ăn rồi chị. Rồi hả? Ăn cơm rồi. Bữa nay em được nghỉ sao hơi nữa đó. Nghỉ sao hơi, nghỉ ngày mai nữa, đầu phố là tiếp tục đúng không? Thì ngày mai là công việc vẫn là live stream. Live stream. Rồi bắt đầu là mai bắt đầu là bán lại đúng không chị Loan nha? Hả? Mai là bắt đầu bán lại đúng không? Đâu, bữa nay bán rồi. Ủa, bữa nay bán hả? À quên, em xin lỗi. Em nhầm. Bữa nay là hai tây rồi. Bữa mai chưa qua bên số 12 à? Dạ. Dạ, bye bye các anh. Đó rồi bé bé nha. 6 lò. Ủa sao sao thấy sàn đâu có đỏ gì vậy bà? Anh hả? Đâu có đỏ đâu cái gì đâu. Anh máu ngựa ô mà sao đâu. Người. Anh Sang uống được thùng anh Sang. Không. Không tới đâu 23 lò. Không bao lò. Giờ bắt đầu là di chuyển về của chú anh chị. Đó. Dạp là về số 5 đoàn thị điểm. Đây, mùi. Đây là tại quán Phong Cua đây cả nhà. 1019 đường gì Bình Thới nha cô chú anh chị. Đó chị về nha. Cô chú anh chị. Đây là quán này nha, quán Phong Cua này. Đây. Đây. Chào cả nhà, chị Hồng Loan đi ăn sao cũng như ra của chú chị. À chị Hồng Loan với anh Hải, anh Quỳ Sơn, chị bé bùm bùm thành không có thành Mỹ cái đó cả nhà mình nha. Bùm bùm anh Phương đó cả nhà. Với vợ chồng anh chị công ty chủ sở mỹ phẩm của chú chị để làm việc ăn tối ha. Thì cũng chung là ngày mùng năm đến đây thì chị Hồng Loan cũng bắt đầu là khai trương số của mình cho nên gặp chủ sở mỹ phẩm làm việc tất bật luôn cả nhà. Quán này là quán Phong Cua đúng không anh? Phong Cua. Phong Cua. Phong Cua 1019 Phong Cua. Quán Phong Cua 1919 hả? 19
1019. Ờ. Bình Quế. Đường Bình Quế cô chú anh chị. Bóng phong cua nha. À. À, cô chú anh chị gần xa thì đến đây ủng hộ luôn quán nhậu này luôn nha, phong cua nha cô chú anh chị. 1019 đường Bình Quế, Bình Thạnh nha cả nhà. Quý khách nào mà gần ở đây thì đến quán phong cua đường Bình Quế để ủng hộ cho Bình Quế thuộc về Bình Thạnh đúng không? Hả? Bình Thạnh đúng không? Đúng rồi, Bình Quế, Bình Thạnh. Cả nhà mình biết thì đến đây thì ủng hộ quán này cô chú anh chị. Là quán này chị Hồng Loan cũng đã từng ăn cả nhà. Là bên cạnh thấy đứng lên này kìa bồ. Ừ. Đó đó thấy cái lần này đứng lên đi lại đó không? Đó rồi. Kì. Chuẩn bị đi ra cái này. Ờ chị Loan ở trong phòng kính nghe mọi người. Đó cô chú anh chị bắt đầu là di chuyển lần lần ra cả nhà. Có cả nhà, có phòng kính nha. À, tút lút vào trong nè. Cả nhà. Quán phong cua nghe cô chú anh chị 1019 đường Bình Quế. Đó, Bình Thạnh cả nhà. Đây là quán hải sản à. Ở gần ra là cô chú anh chị, gần đi ra đó cô chú anh chị, vào trong cũng rất là lâu rồi. Hồi nãy thấy em đi anh quy sang đi ra ngoài rồi anh đi vào luôn phía trong lại rồi cả nhà. Mười giờ là nghỉ nghe cả nhà. 10 giờ bắt đầu là nghỉ. Xíu nữa sẽ theo xe về số 5 đầu cái điểm thôi cả nhà.